Mina cắt cổ tay không phải do Jimin là một nhân vật hoàn toàn khác. Vào đêm muộn ngày 26 tháng 4, Mina, cựu thành viên AOA, đã khiến công chúng bàng hoàng với hình ảnh cắt cổ tay be bét máu trên trang cá nhân. Đính kèm bức ảnh cổ tay đầy máu, nữ idol viết: "Tại sao các người lại ghê tởm đến thế? Mỗi khi các người nói, tôi lại giải quyết như thế này đây, khoe khoang chuyện tự tử à? Các người nói về lòng từ bi, thì hãy cho tôi xin chút từ bi. Các người muốn tôi đến phòng khám tâm thần ư? Tôi đến đó 10 năm nay rồi, tại sao tôi lại phát điên? Còn lời các người nói lại ở trong con người tôi. Tôi bị chà đạp, bị xé nát mỗi ngày, cứ làm việc chăm chỉ và sống như một đứa ngốc." Đây là lần thứ 3 nữ idol nghi vấn tự tử sau vụ bê bối bắt nạt nội bộ của AOA bị phanh phui vào tháng 7 năm ngoái. Phía sau những nụ cười trên sân khấu, hóa ra Mina đã bị trưởng nhóm Jimin bắt nạt suốt 10 năm, khiến cô nhiều lần muốn tự tử. Kẻ bắt nạt sau đó đã phải rời nhóm và rời khỏi làng giải trí. Tuy nhiên, tình trạng tâm lý của Mina vẫn rất đáng lo ngại. Cô thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái, hình ảnh tiêu cực, hé lộ chuyện đã từng bị cưỡng hiếp khi học cấp 2 khiến công chúng vô cùng xót xa. Lần này, nhiều netizen tiếp tục nghi Jimin là nguyên nhân khiến Mina nghĩ quẩn và cắt cổ tay. Tuy nhiên, sự việc có phải vậy? Dựa trên bài đăng trước đó của Mina, dân mạng nhận ra dường như lần này nguyên nhân đến từ thái độ của y tá nơi nữ idol đang điều trị trầm cảm. Trước đó, vào tối ngày 26 tháng 4, cựu thành viên AOA đã chia sẻ câu chuyện cô bị y tá tại bệnh viện đối xử thô lỗ. Khi Mina gọi điện đến bệnh viện để thay đổi lịch hẹn, một nữ y tá đã vô cùng giận dữ và trút cơn giận đó lên cô. Thái độ này khiến Mina vô cùng hoảng loạn và cúp máy luôn. Đó là bệnh viện nơi Mina điều trị trầm cảm. Nhưng vì điều này mà nữ idol đã không liên lạc và đến lấy thuốc trong suốt 8 tháng qua. Đến ngày 26 tháng 4, cựu thành viên AOA và nữ y tá này mới nói chuyện trực tiếp. Nhưng điều này lại một lần nữa khiến tinh thần Mina trở nên hoảng loạn. Trong bài đăng, nữ idol chỉ trích thái độ của y tá. Đó là hiểu lầm à, đó là cách y tá đối xử với bệnh nhân trầm cảm nặng sao. Tôi không biết vì sao cô lại lạm quyền đến thế. Tôi đến để chữa bệnh chứ không phải chịu cơn giận dữ của cô. Đừng làm ảnh hưởng danh tiếng bệnh viện và đừng làm tổn thương bệnh nhân nữa. Nhưng sau đó, Mina đã xóa bài đăng này và đăng tải ảnh cắt cổ tay bé bét máu. Trước đó, cư dân mạng từng dậy sóng trước tiết lộ của Mina trên sóng livestream. Nữ idol kể lại thời còn học cấp 2, cô đã bị một đàn anh đánh bằng chai bia và xâm hại tình dục. Gây sốc hơn nữa đó chính là giờ đây người này đã trở thành sao nam nổi tiếng, ai ai cũng biết mặt. Dù vậy, cựu thành viên AOA cho biết anh ta đã thừa nhận tội lỗi, xin lỗi và được cô tha thứ. Ngay lập tức, fan đã gửi nhiều thông điệp yêu thương, động viên Mina vượt qua nỗi đau trong quá khứ. Đồng thời, dân mạng cũng vô cùng phẫn nộ và truy lùng ráo riết danh tính của sao nam này. Thế nhưng sau đó một ngày, Mina đã khiến công chúng ngã ngửa khi xác nhận lại thông tin kẻ tấn công tình dục cô thực chất không phải là một người nổi tiếng. Đã có nhiều ý kiến chỉ trích, không đồng tình với câu nói không rõ ràng của Mina, khiến rất nhiều sao nam nổi tiếng đến từ Busan nằm không cũng dính đạn, bị đồn thổi là người cưỡng hiếp cô. Nhưng cũng có thuyết âm mưu cho rằng đã có một thế lực ép buộc Mina phải đính chính lại vì danh tiếng của sao nam kia. Soi lại câu nói nếu tôi nói tên, mọi người sẽ đều biết. Netizen cho rằng người này không thể chỉ để dành cho một kẻ bắt nạt có tiếng trong vùng mà phải là người của công chúng. Mina sinh năm 1993, ra mắt cùng AO vào năm 2012 và rời nhóm sau khi hết hạn hợp đồng vào năm 2019. Hè năm ngoái, Mina đã đứng lên tố cáo trưởng nhóm Jimin bắt nạt cô suốt 10 năm ròng, khiến cô nhiều lần tự tử. Cũng từ đây, công chúng mới biết được đằng sau nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, Mina đã phải chịu đựng vô số nỗi đau, từ việc bị bắt nạt trong nhóm, mẹ bệnh nặng. Ba người thân yêu liên tiếp qua đời khiến cô đau khổ và nhiều lần cắt cổ tay tự tử.